nhằm giúp người khuyết tật cải thiện cuộc sống và đóng góp giải quyết các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Nhóm dự án Emotion đã nghiên cứu chế tạo tay lái trợ lực điện M01 để nối vào và kéo xe lăn di chuyển. Tải trọng kéo tối đa lên đến 150 kg và chỉ cần sạc điện từ 5 đến 6 giờ. Thiết bị có thể hỗ trợ người khuyết tật di chuyển trong phạm vi xa hơn với tốc độ nhanh hơn. Sản phẩm còn trang bị hệ thống giảm sốc giúp người dùng cảm thấy thoải mái. Thực tế thì tụi mình test thì cho ra tốc độ dao động là khoảng từ 27 đến 30 km trên 1 giờ với quãng đường là tối đa là khoảng 35 km. Tay lái trợ lực điện M01 có thể tháo lắp dễ dàng trong vài giây. Lắp thiết bị vào, xe lăn sẽ có chức năng như xe điện 3 bánh đáp ứng nhu cầu di chuyển và đảm bảo an toàn. Hiện tại, Emotion đang lên kế hoạch cải tiến và ra mắt sản phẩm hoàn thiện trong thời gian sớm nhất. Trong tương lai thì sản phẩm của tụi mình sẽ được tích hợp thêm một số thiết cảm biến cảnh để giúp cảnh báo việc té ngã. Ước tính, thiết bị sẽ có giá thành rẻ hơn so với các sản phẩm tương tự để phù hợp với điều kiện kinh tế đa số người khuyết tật tại Việt Nam. Có thể thấy, tay lái trợ lực điện M01 là một sản phẩm thiết thực, giúp người khuyết tật tự tin, chủ động hơn để cải thiện cuộc sống. Bởi lẽ, người khuyết tật cũng xứng đáng có cuộc sống tốt hơn.